Bị nòng lương điếp, bị nòng trang trí ngồi chương trình tiền tài nổ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Cao Bằng phát dũ kênh VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam. Bị nòng rương điếp, đại hội đại biểu đảng bộ huyện Hà Lan khóa clip Hốc, nhiệm kỳ song Xuyên Nhị clip song Xuyên Nhị Hà, đang ngồi rõ, hết kin chai bày co va miều và chai đông mại, lệ chương trình trọng tâm le khai quảng đâm chai theo hướng hữu cơ hết bên bài búng chay hàng hóa chuyên canh bị quảng ổn định bằng khẩu tiết sành của bài co chay cần diếu và bài co chay mì chá khai sung hạp sáu chiết khí và tông tỳ rú tỳ phương quá tỳ tấm giám tài sung thu nhập của cần dân xà thị hoa mì cầu bàn phí Park pet hộ xin nâng pet park ram pet nhân khẩu diện tích tông nông nghiệp hơn phí bác pet gì ha tâm nông nghiệp tỉnh sông HA hát à, lê xa đại lược mở đích kha bản mớ cố huyện hết chương trình tặng có kha bản mớ cấp ủy chính quyền và nhân dân xã thị hoa đa tấn rèn phát triển nông nghiệp tập trung khẩu bảy co chay và bài thu cố liệng Pi song xin nhỉ sam diện tích có ỏi dưới thị hoa đạt hốc xếp chất HA, a à, nấy lẽ trang búng Mưa ỏi nguyên liệu chủ lực của huyện có ỏi tỏ lẻ co Băng hư gần dân thị hoa thoát đầy khó Thông ca bài tu của trưởng cháu mò vài mu bé của xạ tỏ đạt tình sam xiên tua sáng tí bài co chay chủ lực kỳ bi sờ nấy nông dân thị hoa nhằng xa thêm bài co chay mớ vườn mắc ca này thân này đã chay đầy sam pi nhờ chăm chứng đúng kỹ thuật kỳ số co mát tó đa ái óc mát bài co mắt ca phát triển đầy khay óc ăn hướng tây mớ hở gần nông sân rú búng bên trái tôi thấy là quá trình mà chăm sóc cái ca mong khỏi ăn quá, quá trình chăng chay co mắc ca rú tỷ phuông và chết thí là... hạp lắm quá trình và của cần sân chay tó hẳm lai bài bàn tó chay lai bài hồ chăm chướng đúng quy trình lè co khẩn đây kỳ số hộ nhằng han bổ chay lè tó chay tò chay rèo chăm chướng tó rằng đài đây mùng han tàng liệu có mắc ca đều khẩn đây con này bày ao mà lè sấy to thân này Pi tài sam khuyên đầy bần này lệ tỏ chăm chứng đây Tri tới nạn này khỏi tỏ ngờ bại cấp băng hư mê chay mê có bé. mắc ca rú thị hoa Xác định nông nghiệp lại ăn lĩnh vực trọng điểm thị hoa đã triển khai lai chính sách băng hư xe tấn rèn ngành nông nghiệp phát triển hợp mắn Xa tỏ tiếp tục tính rèn biến tối bài co bọn mưa co vẻ và bài tu cố liền dùng bài loại về mớ mì năng suất sản lượng rùng chú trọng chăm chứng thằng làn dịch bệnh hở cò chay quá tỷ việc tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm tỏ đầy quan tâm chú trọng là ngoài cái mắc ca ra thì... khỏi đó ngơ đầy mưa nọ có mắc ca, lẽ bãi co chủ lực, rú thị hoa lễ căn này lại có ỏi tó vận lẽ nhất. Mờ ăn rau hí của gần dân, lệ di dịch tỉnh và bố khai đầy giá, giá cả bố hợp lý. Diện tích chay co ói tó giảm pay kỳ số. Ri tó nả nấy thị hoa tiếp tục tuyên truyền, thông tin nòng mưa có ói lẽ co chủ lực co mắc ca lẽ xe mưa lăng đấy. Tiếp tục là sẽ hướng cây mía với là cây chủ lực. Nhiệm kỳ phiên sông xin nhì ship phiên sông xin nhì Hà huyện ủy Hải Lăng đã tăng có chương trình số hạ CT RHU văn xã Nhì phiên sông xin nhì ship mở sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp. nấy đáy múng là định hướng cái quan trọng sẽ tính rằng tốc độ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, rèo hướng chất lượng và giá trị gia tăng, hướng thân, ăn nền nông nghiệp hiện đại, an toàn hiệu quả, mắn và phát triển và du lịch, dịch vụ và nâng sung tời sống nhân dân. Tính rèn tăng trưởng tấn giám tăng có nền nông nghiệp giá trị gia tăng phát triển hở mắn và hạp và biến tối chết thí có phấn hở khoái có nền kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội và nâng rung đời sống nhân dân. Đối với cái chương trình nông nghiệp của huyện Hạ Lan Đối và chương trình nông nghiệp của huyện Hạ lang huyện ủy Tó Đà ban hành chương trình số 05 mưa soạn xuất của cái Vũ Tỷ Phương huyện, hất rèo chương trình huyện ủy phòng nông nghiệp tham mưu hậu ủy ban nhân dân huyện, hất rèo tấn Pi. Đối với Pi, song xin nhị sĩ, huyền tó xác định tập trung khâu bảy co đâm chay mi giá trị kinh tế co ỏi co rong giềng co lão bơ hòa kỷ số co đâm chay đai tông cả co mặn sẵn say và co mặn sẵn chay lộn bài co thúa xe hở tâm đây đối với trường chào lè tập trung khẩu trường chào mò vài sinh vẻ trường chào mu và bé cái này huyền tó tấn giám trường chào bé xăng xe hết liên kết sản xuất và mò vài huyền đa tặng có đầy bét chuối liên kết mò vài sinh vẽ Pi song xiên Nhị Sĩ sẽ tiếp tục tặng có kỳ số chuỗi liên kết xe hết trang pi song xiên Nhị Sĩ. Tứ thua pi song xiên Nhị ất thân này huyền thực hiện ra mô hình liên kết sản xuất mì hòa tiêu thụ sản phẩm mọi quy mô hà ship thị pet ha Nậu tì huyền duy trì nhì ship phẩy sĩ ha cam Mác mắc pàng yú bài xạ thị hoa thống nhất cô ngân vinh quý đức quang thắng lợi song bác sắp ship thị pet ha ỏi khảo sát đầu tư chay bác nâng chất ship ha cô mắc ca xạ kim loan thị hoa huyền nhằng phấn đấu thân pi song xiên nhì hà duy trì chay xiên nâng pet park nhì hà ha à, có khẩu xiên nâng hốc hốc ha à, có bắp tình sam park hà ship ha à, có ỏi nguyên liệu xiên nâng ha à, khá lương bác nâng hà ship à, có thú tâm hà ship ha à, mắc ca phát triển chân nuôi rèo hướng trang trại phần đầy bài tổ hợp hợp tác hợp tác xã khai thác hăn đầy ăn tiềm năng mưa tông tỉ và chiết khí cửa khẩu huyện hạ lan đã tập trung tấn rành sản xuất nông nghiệp khai quảng quy mô ứng dụng tiến bộ công nghệ mới tấn giám nâng sung năng suất chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường quá tỷ góp phấn giảm khó hờ mắn và tăng có kha bản mới dú tỷ vuông